Ok, trước khi vào clip anh em có thể để lại một like, một share, một subscribe, một nút chuông. Anh em có thể bấm hết tất cả những gì anh em có thể nhìn thấy. Đó chính là nút subscribe và nút chuông, là hai nút đó là quan trọng nhất. Và anh em có thể để lại một subscribe cho kênh Tech Blood Gaming của thằng em mình nha. Kênh đó làm về Liên Quân cũng rất là hay đấy. Anh em có thể xem để có thể hứng thú hơn với cả tự nhiên Liên Quân. Ok, giờ thì vào intro nào. Hello anh em, chúng ta đã quay trở lại với nhau rồi. Và hôm nay mình sẽ đưa cho anh em những thanh kiếm mà có thể thay thế cho Zoro nha. Thì hiện tại thì có nhiều anh em comment cho mình, đó chính là nhà em nghèo quá, không có tiền mua Zoro. Không nhất thiết đâu, không nhất thiết là anh em phải mua Zoro đâu anh em ạ. Bởi vì thế giới Roblox, Blockby của chúng ta có rất là nhiều thanh kiếm nó mạnh ngang hoặc là có khi là hơn Zoro luôn nha. Cho nên mình hôm nay mình sẽ làm top những thanh kiếm mà anh em có thể sử dụng để thay cho thanh Zoro và không cần phải nghĩ nhiều tới kinh tế là gì cả. Mình mua là mình để review thôi, thực ra mình cũng có dùng nó đâu. Đây, ok, thì bây giờ đến với thanh kiếm đầu tiên đi nào. Ok, thanh kiếm đầu tiên mà mình cho rằng có thể thay thế đó chính là thanh Bicento V2. Cái này là Bicento V2 nha, còn V1 thì chắc không thay được đâu. V1 làm sao mà solo lại. V2 này thì mình đánh giá khá cao ở cái tầm xa của nó và lượng đam nó gây ra, cũng không thua kém gì ở cây Zoro của chúng ta mấy. Đó, anh em có thể thấy là mình khá là easy trong việc xử lý con này. Con này thì ai chẳng xử được, nhưng mà anh em có thể thấy tầm của nó rất là xa nha. Đó, xa hơn chiêu 1 nhiều, chiêu 2 cũng vậy. Đó, lại còn gây một lượng sát thương khá là lớn và hất văng nữa. Còn bộ skill của Zoro nó khá là khó dính nha. Nếu như anh em mà đứng gần thì may ra còn dính, còn lại đứng xa quá thì chiêu 1 của Zoro coi như bỏ luôn. Đó, cho nên mình thấy cây kiếm đầu tiên mà có thể thay thế cho Zoro để anh em sử dụng đó chính là thanh Bicento V2 này đây. Thanh Bicento V2 này cách lấy cũng dễ thôi nhé. Anh em chỉ việc đợi 4 tiếng và đánh con râu trắng, thế là xong. Có Bicento V2 easy luôn, không có gì khó cả anh em ạ. Đó, mà lại còn mạnh cơ. Nó gọi là không, nói chung là vẫn không thể ngang tầm được với Zoro, nhưng mà theo mình thấy là cái này nó vẫn đủ sức để có thể thay thế được đấy. Đó, ok, bây giờ đến với thanh thứ hai nào. Ok, đây là thanh kiếm tiếp theo, đó chính là thanh Gravity Cane. Ok, lại là một thanh kiếm từ boss đây anh em ạ. Thanh Gravity Cane này anh em chỉ việc đánh con Fujitora ở hướng kia kìa, ở cái mấy cái cây trồi lên đấy, đấy mấy cây đấy là anh em sẽ ra thôi. Cái cây này thì lượng đam của nó nhỏ hơn Zoro nha. Đó, nhưng mà bộ skill của cái này cũng không hề yếu đâu. Đây, anh em thấy chiêu 1 nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn và hất văng đối thủ lên trời, còn chiêu 2 là sẽ tạo ra thiên thạch đấy. Đấy, khá là ngon nha anh em, cho việc săn bot này, săn bot là một này, BVB này, farm quái này, farm lính đủ loại hết anh em ạ. Nói chung khá là ngon, cũng không thua kém gì Zoro đâu. Đấy, đấy, ngon cực kỳ luôn. Về cái mặt này thì mình thấy cực kỳ có vẻ thanh Gravity Cane này, nếu như có một cuộc solo nghiêm túc ấy, thì có thể là cây này sẽ chiến thắng nha. Đấy, cho nên anh em cũng không nên coi thường cái thanh kiếm từ boss ra này đâu. Oh shit, con chó này. Ok, thì bây giờ hãy đến thanh kiếm thứ 3 này. Ok, đây là thanh kiếm thứ 3, đó chính là thanh Saber V2, phải là V2 nha. Còn V1 thì V1 mà đi solo với Zoro thì nó lại vả vào mồm cho anh em ạ. Đây là thanh Saber V2, quên, cứ đọc nhầm. Đây, chiêu 1 của nó sẽ lướt tới và nó sẽ tạo ra, ui mày ăn cái dấu gì đấy. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Đây, do nó hơi lag một tí nha anh em, cho nên không để nhìn thấy được cái đường. Đây, lướt tới và tạo ra đường chém. Đấy, gây sát thương nha. Đó, còn chiêu 2 đó chính là chém ra. Oh what the fuck. Đây, chém ra cái này. Đấy,
tầm chiêu cực kỳ xa luôn nha anh em. Có thể là không xa bằng chiêu 2 của Zoro, nhưng mà anh em có thể dùng chiêu này để có thể tấn công những người sử dụng Zoro được. Đó, áp sát này, chiêu 2 này, đấy. Có thể là thanh kiếm này cũng vô cùng mạnh để anh em có thể farm, vừa farm này, các kiểu luôn. BBB cũng khá là ngon. Đấy, anh Cyber này mình đánh giá cực kỳ cao luôn. Mà cách lấy nó thì easy cực kỳ. Anh em chỉ cần làm nhiệm vụ xanh, đánh con xanh là xong. Anh em đánh con xanh lần đầu là 100% ra nè. Nếu như một mình em đánh đấy, một mình anh em đánh thì tỷ lệ ra là 100%. Còn có người khác thì cũng sẽ ra nhưng mà thấp thôi. Đấy, nó cực kỳ mạnh luôn. Con Úc V2 thì anh em chỉ cần giết một người, đó, nhận được Monty, thế xong. Đó, easy mà, đâu có gì khó đâu. Thanh này còn mạnh mà lấy con easy nữa. Đấy, ok, giờ đến với thanh thứ tư nào. Ok, thanh kiếm tiếp theo là thanh Wando. Ok, Wando đây là thanh kiếm cực kỳ ngon trong việc săn boss nha anh em. Bởi vì nó có một cái chiêu một khống chế cực kỳ lâu. Đây, em thấy nó chém cực kỳ lâu luôn. Trong lúc đấy thì đồng đội chúng ta có thể để bắn các kiểu chém đủ loại vào con boss đấy. Cái thanh kiếm này săn boss cũng khá là ngon, mà về lượng đam cũng không hề yếu nha. Đây, mình cho anh em thấy. Ui, khá là đau đấy. Ok, bây giờ mình test cả combo này. Mặc dù mastery của mình 300, đúng rồi, 300, ok. Đây, một chém này. Ui, và khá là đau đấy chứ. Được nửa cây con quả anh em ạ. Đó là với Wando của mình thì mình mới có 300 mastery, với điểm kiếm mình không cộng nhiều nha anh em. Nếu như anh em cộng nhiều điểm kiếm thì nó sẽ còn to hơn nữa. Còn mình chỉ cộng có 800 điểm kiếm thôi, cho nên nó chỉ được từng đấy là cùng à. Đấy. Đó, anh em thấy chưa? Thanh này săn boss cực kỳ ngon luôn, farm cũng ngon nữa, cực kỳ hợp lý luôn á. Cho nên anh em lấy thanh này thì cũng hơi khó một tí. Đấy, chính là anh em sẽ phải treo ở chỗ con này, con manager đây này anh em. Con này, anh em phải treo con này 8 tiếng đấy, thì ai cũng biết cách treo rồi. Đấy, khá là khó cho mấy anh em trên mobile đấy. Cho nên thanh này thì mình chỉ xếp nó ở vị trí này thôi. Cũng không như mấy thanh kia là chỉ cần đánh boss là ra. Còn thanh này thì anh em phải treo. Nhưng mà anh em dân cày thì có thể mua được, bởi vì nó chỉ có 2 triệu belly thôi. Đó, hiện tại mình có 750.000 belly. Thôi kệ đi, bởi là có rồi. Đó, anh em có thể nhờ người ta treo giúp cũng được, chẳng sao hết. Ok, đến với thanh kiếm thứ 5 nào. Ok, thanh kiếm thứ 5 của chúng ta đó chính là thanh Coco. Đây, thanh Coco này thì nó sẽ có cách lấy dễ hơn thanh Wando một tí. Đó chính là anh em sẽ đánh bại con boss lo. Ok, lấy dễ bác cái đái. Và mình đùa tí mà. Và đánh con boss lo cũng không phải là dễ đâu anh em ạ. Nhưng mà anh em cứ tập hợp nhiều người mạnh là cũng đánh được mà. Có 1.000 F một chip chứ mấy. Đúng không anh em? Đâu có khó đâu. 1.000 F một chip mà anh em có thể đi rain hoặc là đi đánh cái gì đấy, anh em lấy F cũng được mà. Đó, cứ đánh thử, dính thì dính, không dính thì thôi. Đấy, cứ đánh. Mà một khi là dính thì anh em sẽ được cái này. Thanh Coco khá là ngon, với lượng đam cũng không hề yếu đâu nha anh em. Đấy, đấy, vô cùng khỏe luôn. Chiều 1 lướt này và giật điện này, chiều 2 bắn này. Đấy, đẩy lùi luôn nha anh em. Cái cũng đẩy lùi luôn á. Cho nên thanh này mình nghĩ sân bóp cũng khá là ngon đấy, farm cũng ngon nữa. Đấy, BVB thì mình chưa test cây này BVB bao giờ, nhưng mà theo mình nghĩ thì thanh này BVB cũng sẽ khá là ngon. Bởi vì cái này nó cũng hơi nhiều khống chế. Đấy, khi mà anh em gần hết máu thì cứ dùng chiêu 2 đẩy lùi địch lại xong chạy. Còn hết mana không chạy được nữa thì bốc nắm đất, ngửi mùi đất cho quen. Đây, thế thôi. Ok, bây giờ đến với thanh thứ 6, cũng là thanh cuối cùng trong clip này nha. Ok, đi nào. Ok, thanh kiếm cuối cùng của chúng ta, mình đặt nó ở vị trí này vì nó là cái thanh kiếm sánh ngang Zoro, và có khi là hơn cả Zoro luôn nha anh em. Hơn luôn á, chứ không phải là sánh ngang nữa. Dùng từ sánh ngang thì hơi
hơi gọi là thiệt cho Chu quá. Nhưng mà Chu chip bộ Katana thực ra là nó còn hơn cả Zoro luôn nha. Cho nên những anh em mà không có tiền để mua Zoro ấy, anh em có thể treo ba thanh kiếm nó xì xui Wando sắt đi để có thể lấy được thành Chu chip bộ Katana này đấy. Tại sao mình lại không đưa xì xui với cả sắt đi vào trong cái clip này á? Bởi vì mình thấy nó vẫn có một phần nào đấy gọi là chưa đến đủ độ của thanh Zoro. Có thể là vẫn thiệt hơn một vài phần, nhưng mà tùy anh em thôi. Anh em thích sử dụng thanh kiếm nào thì anh em sử dụng. Đó, nghĩa là anh em đừng có lo nghĩ quá về tiền để mua Zoro thì tốt. Đấy, ok, thanh này thì quá ngon luôn. Bởi vì tầm xa này anh em, bắn này, và ui, khống chế mạnh luôn á. Rồi chiêu này, chiêu 1. Đấy, đấy. Đấy anh em, mình cũng đã làm một cái video so sánh giữa Zoro với Chu Chip Bộ đấy. Và mình thấy trong một cuộc đấu nghiêm túc thì tỷ lệ thắng của Chu Chip Bộ lên tới 70%, còn tỷ lệ thắng của Zoro chỉ có 30% thôi. Đó, thanh này thì săn bóp cực kỳ ngon luôn, anh em không cần phải băn khoăn đâu. Săn bóp cực kỳ ngon với cái chiêu 2 đây. Cái chiêu 2 là cái chiêu mình cảm thấy ngon nhất đấy. Ngon đấy. Cực kỳ ngon luôn nha. Ông nào mà kiểu dân cày thì có thể là treo và mua thanh kiếm này. Cực kỳ mạnh luôn. Chỉ tốn của anh em tổng cộng là 9 triệu Belly thôi anh em ạ. Mà 9 triệu Belly còn hơn cả 1.200 Robux ấy chứ. Thế này, 9 triệu Belly hơn, phải hơn 5.000 Robux ấy, đừng đùa anh em ạ. Đó, thấy chưa? Đâu phải là nó yếu hơn Zoro đâu, nó mạnh hơn nhiều, nó còn đắt hơn nữa. Thấy không? Ok, thì clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Để anh em thấy hay, hãy like và subscribe cho kênh mình. Đấm nát nút like, đấm nát nút subscribe, đấm nát nút chuông để thể nhận nhiều thông báo khác. Và giờ thì bye.